Denver lên tiếng khi lời bài rap mới đây gây tranh cãi. Việc ngắt lời riêng từng đoạn làm cho mọi người hiểu khác đi ý nghĩa là điều đáng tiếc. Sản phẩm âm nhạc vừa ra mắt của Denver đi trong mùa hè liên tiếp gây bão những ngày vừa qua. Bên cạnh việc trở lại thành sản phẩm âm nhạc thứ 13 đạt top 1 trên kênh YouTube của Denver, thì đi trong mùa hè nhận về không ít luồng ý kiến xoay quanh lời bài hát cũng như cách thức truyền tải thông điệp. Theo đó, ở ngay phần đầu ca khúc, câu rap đối thủ cũng như là người tình bám theo mình theo cách đầy vấn vương. Nhưng người tình thì mong cho mình khỏe, còn đối thủ thì muốn mình chấn thương, khiến một số ý kiến cho rằng Denver đang định hướng sai góc nhìn của khán giả về tinh thần thể thao mà anh muốn truyền tải trong MV. Việc khẳng định đối thủ muốn mình chấn thương làm cộng đồng mạng cho rằng nếu hành động phi thể thao xảy ra thì cần lên án thay vì đưa vào một sản phẩm mang tính cổ động một cách bình thường hóa. Bên cạnh đó thì đoạn rap lời em nói theo thống kê xác suất tỷ lệ 1/1000000 biến anh thành người vũ phu. Ở trên mạng anh là phe ôn hòa, đôi khi về nhà anh là phe bảo thủ. Hay em mà chuyển kênh thì anh sẽ từ một cậu bé hóa thân thành, đã dấy lên tranh cãi lớn trên mạng xã hội khi bị đánh giá là cổ suý bạo lực gia đình. Hình ảnh người đàn ông vũ phu bảo thủ được Denver đưa vào lyric như chuyện bình thường trong xã hội ngày nay. Chưa nói tới việc đẳng cấp sau câu rap, nếu em chuyển kênh được Denver sử dụng cụm từ khá nhạy cảm nhằm ẩn dụ ý nghĩa và sử dụng bạo lực với phụ nữ. Ngoài ra, đoạn rap này của Denver cũng bị cộng đồng mạng cho rằng anh đang có định kiến khi phái yếu, không hiểu biết về bóng đá, và điều này hoàn toàn không phù hợp với một sản phẩm mang thông điệp cổ động thể thao.